Rồi hello, chào anh em nha. Sáng nay anh em mình vừa đi qua chợ sớm. Anh em mình mua được hai cái đuôi bê nha anh em ơi. Đó, đuôi ở đây anh em mình mua đuôi bê này. Nó mềm ăn nó sẽ ngon và nấu nó sẽ nhanh hơn. Ở bên chợ tầm cỡ 5-7 cái, nhưng mình lựa được có hai cái đuôi bê anh em. Còn mấy cái đuôi kia, đuôi bò già thì anh em mình nấu lâu lắm anh em. Chứ theo kinh nghiệm của mình, mấy anh em mình lúc trước mà mua nhầm phải đuôi bò già là mình nấu, càng nấu thì nó càng dai, nó không có mềm. Cái phần thịt bên trong thì nó mềm nhưng cái phần da thì nó càng nấu càng dai luôn. Nên anh em mình đã mua được hai cái đuôi bê cũng khá là ngon rồi. Hôm nay anh em mình sẽ nấu món đuôi bê nấu ớt hiểm nha anh em. Đó, anh em mình mua một mớ ớt này. Mình biết bả nó ăn cay không được nên anh em mình quyết định mua ớt nhiều xíu để bả khoai ăn. Bảo ăn được có khác nha. Dạ. Bảo ăn được món này không? Dạ được. Được không? Dạ được. Rồi hôm nay anh em mình sẽ nấu kèm theo một ít củ cà trắng nữa anh em. Đây, anh em nấu kèm củ cà trắng cho cái nước nó tràn và nó sẽ được ngọt hơn nha. Rồi bây giờ Thịnh với bả thì lạc ớt kim giùm anh, còn cô em là các củ cà trắng với lọc ít củ hành giúp anh nha. Dạ. Bây giờ mình đuôi bê đây thì mình đã thui và mình cạo, mình vệ sinh sạch sẽ rồi anh em. Bây giờ mình chỉ chặt ra miếng vừa ăn thôi. Đó. Sẽ chặt ra nha. Em thấy không? Đuôi bê khá là mềm. Cái đây mình nấu tầm cỡ 30 phút là mình có thể ăn được rồi. Chỉ còn mấy cái đuôi bò già thì mình nấu 2-3 tiếng thì nó cũng như cục sắt á. Càng nấu càng dai. Càng nấu càng dai. Đó, em thấy không? Sẽ bỏ vào đây. Đuôi bê thấy đã ghê á. Đã không? Dạ, đã. Đuôi bê nhìn thịt nhiều á, cũng khá nhiều á. Thịt nó nhiều lắm, nó chỉ có một cái cọng xương chính ở giữa, còn xung quanh là da và thịt cho. Ăn bao ngon luôn. Kén phát nào chất lượng phát đó. Ui giời, chặt mà. Mình chặt mà nó dòng ớt này luôn mà. Nó không trúng cái khớp mà nó trúng ngay chỗ cái phần xương ở giữa. Hôm mưa lớn ghê gói, mấy anh em mình canh đi soi nhái mà lúc 11 giờ mấy anh em đi soi mà nhái sau đợt đây mình đi soi mấy lần nhái nó nhỏ nhỏ anh em, nó cứ rí cơm mày nhái mới sinh sản. Có nhà lớn anh em về mình nấu cháo hay mình làm món gì với nhái nhỏ thì làm mà nó ra chắc nó còn như cái chiếc đũa ăn cơm thì anh em mình không có bác làm gì. Nhỏ quá mày. Để chờ vô nó lớn đợt xe. Kiếm mà không có nhái lớn mà. Có nhái lớn anh em ơi. Mình má đặt thêm một ít lợp về anh em mình do mùa săn bắt nên mình thả. Mình mới mua mấy cái sợi dây mà để thả cá rô đồng anh em. Mà hầu giờ thì mình cũng chưa bao giờ mình trải nghiệm cái thả sợi dây cá rô đồng, mình thấy ở miền Tây đó, mùa nước nẩu đó mấy cô chú ra bỏ cái cục gì sắt mém hay đất cái gì rồi có người mình thấy là bỏ lúa ngâm với gạo. Anh em ở miền Tây giúp mình một cái là khi mà đặt sợi dây cá rô thì mình bỏ cái màu gì mà để con cá rô nó vô mà hiệu quả nhất, anh em bình luận phía dưới giúp mình nha. Ở quê mình chắc là mình nghĩ là lần tiên là ở khu vực xã mình luôn á, mình nghĩ là mình là người đầu tiên đi đặt sợi dây này mà không biết đặt như thế nào. Anh em ở dưới bình luận giúp Toàn nha. Cái sợi dây là cái gì ạ? Cái nó dài nó túm lại, nó có cái cửa vô như nó nói như cái ống trúng mình á, nó vô được mà nó ra không được á. À, chiên ra để mình đặt cá rô đồng á. Đây mình xuống phía dưới đấy, dưới đập á, dưới máy cái trổ nước đồ á. Anh em mình sẽ đặt. Giờ chưa thấy đấy, không? Bây giờ mới nghi luôn. Nói chung ở quê mình gọi cái đấy đó gọi là hai bị máu Mỹ luôn. Không ai biết đâu. Chắc là anh là người đầu tiên luôn á. Anh em cô chú nào ở bên Tây mà chiên ra đi đặt sợi dây thì mọi người góp ý giúp mình nha. Mình lên mạng thì mình cũng có tìm hiểu một số cô chú thì người ta trộn với sắt mém với đất
một ít lúa ngâm, lúa ngâm ngâm chua, ngâm bao ngày để nó lên men á, cái kiểu như nó bay mùi hơi thúi thúi vô chua. Còn một số anh em thì mình thấy cà màu là bằng lúa ngâm với gạo, gạo ngâm. Mình thấy là hai cái đó là mấy cô chú anh chị ông Tây là xài là nhiều. Còn ở quê mình thì chưa làm lần nào. Không biết là có không. Chứ anh mua thêm 10 cái lợp cải tiến á, về mình thả thử đi. Do mùa nước nổi thì mình chỉ xém những cái đó để mình thả thôi. Chứ mình không có, ở quê mình thì chỉ có cá rồi vậy thôi, chứ mình phải đổi phương thức đánh bắt anh em ơi. Chứ bây mình thả lưới hoài thì cũng gây nhàm chán cho anh em. Mình sẽ mua thêm những cái phương tiện nha. Lưới này, ống trấm này, sợi dây, lợp rồi để mình làm. Chúng mình mùa nước nổi đây, anh em mình chuẩn bị đồ chơi hơi nhiều. Đúng rồi, chuẩn bị đồ chơi hơi nhiều á. Chuẩn bị sẵn sàng nước lên là nước lên là mình chiến trước. Chờ thật lên lẫm thâu. Còn mấy cái lòng chuột của mình á là chờ mà nước nó ngập á, còn mấy cái ụ đất gò, mấy cái khung gò mỡ của em ở giữa đồng á là mình đạt đấy là 100% là 10 lòng hay dính ít gì cũng phải được 8 9 lòng. Vì chuột nó ngập hang anh em, rồi sẽ di giờ đây những chỗ gò nó ở. Làm cứ đạt ở xung quanh ở mấy cái gò đất là lượm 100%. Không có chạy đâu được á. Giờ hết khuất đừng chạy à. Nó chỉ chạy vô lòng thôi. Giờ nó chạy đó giờ trong chạy. Lòng có mồi rồi. Vì hiện tại hiện tại là mình có nè. Vô chuẩn bị mùa mưa là lưới nè. Cái chặn đan của mình nè. Cậu kém nè, bẫy chuột nè, sợi dây nè, lợp cải tiến nè. Kém cậu ếch rồi nữa nè. Như thế là đủ chiến rồi anh. Đủ chiến rồi. Đang mưa canh lẫm thâu. Không sót được con nào. Không được phát nào à. Vì ở quê mình vô mùa mưa, mùa lụt và tầm có hơn một tháng á. Nó cứ nước lên xuống liên tục anh em. Ví dụ nước nó lên, nó lớn, nó ngập đường tầm có 1-2 ngày, 2-3 ngày cái nó rút cái xem cái nó cứ xem dưới ruộng á. Xem cái tầm 5-10 ngày mưa lớn bắt đầu nó dâng lại. Cứ nước nó lên xuống liên tục à. Nên anh em mình cứ mua đồ chơi chuẩn bị sẵn sàng hết đi. Anh em mình nhám bắt được con nào thì anh em mình bắt luôn. Đem hết rồi được con nào rồi được. Đúng rồi. Thì mình cũng thích mấy anh em mình ở quê mình cũng thích đi săn bắt anh em. Thì bắt con này bắt con kia nó hấp dẫn. Chứ thật sự nhiều lúc mình cứ mua đồ ăn ở ngoài chợ về. Rồi mình nấu ăn thì nhiều lúc cũng hơi bị nhàm chán nè. Phải mình đổi cảnh liên tục. Cô chú rồi còn ủng hộ nữa. Nhiều lúc mình ra chợ mua, người ta mua đồ nuôi á, gì đâu hay mua đồ đồng, đồ đồng đồng chứ. Thật chắc đồ nuôi nhiều chứ. Nuôi nhiều nè, đồ đồng. Đồng hiếm. Ở quê mình được ngá là nó ít đồ nuôi. Đa số có vô hồng á, có vô hồng ở quê mình là thường mua nhập ở miền Tây về. Còn nếu bây giờ mà cái mùa đây thì mình lên chợ quê hương là trung tâm đồ đồng luôn. Bây giờ mấy anh em mình sẽ vô mình rửa sơ qua hết những cái nguyên liệu đây. Rồi mấy anh em mình sẽ tiến hành bắt đầu mình nấu món đuôi bò nấu ớt hiểm nha anh em. Bao nhiêu ớt đây thì cũng đủ nâng cái độ cay nó lên rồi. Bây giờ mấy anh em mình sẽ tiến hành mình nấu cái món đuôi bò nấu ớt hiểm nha. Mình phi dầu và một ít sơ té nha. Mình sẽ bỏ sả, ớt và củ hành vô. Đây mùi thơm rồi á. Bảo ăn cay ăn được nên mình cũng không có giả ớt đâu nha anh em. Để mình lấy cái độ thơm của ớt đâu. Chứ giả ra mấy công em nó ăn được. Trưa về đó bụng là không biết sao. Nhìn cái nồi quá chất lượng đúng không anh? Y kiểu luôn. Quá là y dữ luôn. Anh em nấu nước lèo á, anh em bỏ củ cà trắng vô, nó tăng cái độ ngọt của cái nồi nước mình và nó giúp cái nước nồi nước của mình cái màu sắc nó sẽ đẹp hơn nha. Trước em đi lấy nụ cho em củ cà trắng một tháng rồi. Thấy nhậu luôn em.
bữa luộc này bữa xào tàu canh nữa. Tôi tính một tháng từ một quả tới giờ luôn. Trong team của mình là hiện tại là có cô em là đi cái vụ về nè, Thịnh cũng đi cái vụ à. Cụ Triết thì đang đi cái vụ. Cô thấy cua đang béo không? Sợ luôn. Đấy là cụ Tráng là trong đậu trồng luôn á em. Dạ. Trong reo rác ở Tráng là trồng hết rồi. Đặc sản luôn rồi. Chứ cải nữa. Mình sẽ cho một ít nước mắm nhỉ vô nha nè. Còn em muốn là muốn kia nhưng mà em muốn hộp như mình à. Không. Ở miền Tây là người ta ăn rau muống nước như rau muống sau lưng mình nè. Không, đó, nó lấy cũng nó giò kèn anh à. Giò ăn tối. Em có chất xơ chứ sao mà. Quán cái cho ăn quanh luôn. Anh em ở anh em cô chú ở bên Tây là không phải ăn rau muống hột như mình đâu, ăn rau muống nước á. Vì ở bên Tây cô chú thích ăn rau cái rau muống đấy. Trồng hết à. Nói chung quân đậu thì đắt nhiều mà trồng trồng với bầu bí rồi tùm lum hết. Bầu phận trồng là trồng rau là bầu phận bộ phận khác còn bộ phận trồng hết dài à. như nhà cấp đất cấp ruộng cấp một công đậu là bao nhiêu mét đất vậy là miếng ruộng cấp miếng ruộng. Ủa Thịnh Hậu về hôm đi như vụ là em đi ở tỉnh nào? Em đi ở Đắk Lắk anh. Đắk Lắk à, còn vợ của em? Em ở Kon Tum anh. Kon Tum em. Dạ. Tụi đi mấy tỉnh đây cũng khổ lắm á, mà có khổ gì đâu, đi dài hai anh em mà quằn con quăng về gì đâu mà đúng rồi, vui đúng rồi. Nước mèo đẹp ghê. Nói chung mà mình đi nghĩa vụ về thì con người mình sẽ trưởng thành và chín chắn hơn, cái gì nó cũng có cái hay nó. Ủa bả chân đi bả chưa đủ tuổi đi nghĩa vụ đâu, đi nên xe nữa. Em xe nữa hả? Hình như ví dụ bữa nay anh máy báo có cái lực là hình như nói ngàm ngạn là không được đi sao. Không dễ gì thoát đâu. Chung là đấy là trách nhiệm mà mình phải đi thôi chứ sao thoát được. Đấy là mình đi trên niềm tự hào chứ sao mà thoát hay không thoát. Đó. Mình đã thể hiện bản lĩnh của mình ra chứ. Trước là ông bà mình là đã thực hiện nhiệm vụ bây giờ tới lượt mình vậy sao mà sao thoát được. Lại chiến tranh là ông biết cầm cái súng không? Này hát không được không? Thấy nhiệm vụ trốn tránh thì chết rồi. Cái đây thì đuôi bê đây nó mềm đấy em. Mình nghĩ mà khi mình nấu nó sâu lên tầm có 15 2 phút để coi gia vị nó thấm vô cái phần đuôi á là anh em mình vuốt xuống mình ăn. Chứ mình nấu lâu quá thì nó suy đục cái đuôi bê thì nó không ngon. Cái này nó chín mà nó ăn nó vừa dai dai chứ đừng có mềm quá quen. Mềm quá. Đúng rồi, mềm quá ăn nó không ngon đâu. Rồi bả bây giờ em vô kia em hái cho anh một ít ớt tím sống á. Để mình làm mắm đây chạm xíu mình ăn kèm rồi mình chấm đuôi bò với ít củ cà trắng ăn cho nó ngon. Bây giờ cái món đuôi bò nấu ớt hiểm của mình đã chín rồi em ơi. Ôi. Thôi. Em thấy phê không? Thì mình sẽ bỏ lá hành vô nha. Cái mùi ớt hiểm nó xông lên rất là thơm. Mà do ớt hiểm đó mình không có giả nên nó không có ca bao nhiêu á, nó thi cái đầu lưỡi này mày. Mấy này mình sẽ ăn kèm với bún mì số 8 này. Đó, bún mì số 8 mà ăn mấy món này là rất là hợp nha. Thì mình sẽ sử dụng nước mắm nhỉ. Anh em mình cắt để chấm đuôi bò và củ cải trắng. Anh em mình cho toàn xiên tầm 30 giây để sản phẩm để quảng cáo những sản phẩm còn lại nha anh em. Đây là nước mắm đục này. Anh em dùng để chấm cá chiên, cá nướng, thịt luộc, cà pháo rất là ngon. Sản phẩm tiếp theo là nước mắm mực. Đó, nước mắm mực anh em. Sản phẩm tiếp theo là nước mắm cá cơm nguyên con. Anh em thấy con còn nguyên con cá cơm không? Sản phẩm tiếp theo là mực rim. Mực rim anh em mua về để làm bộ nhậu hoặc là để ăn cơm cũng rất là tuyệt vời. Sản phẩm cuối cùng là mắm ruốc muối chua nha anh em. Em rút nghiêng con luôn. Và anh em nào có nhu cầu mua những sản phẩm của mình hoặc là bún mì số 8 hoặc là bánh tráng mì thì anh em cứ liên hệ trực tiếp Zalo của mình nha. 0937686139. Mình sẽ để số điện thoại dưới góc trái màn hình. Anh em nào cứ có nhu cầu thì cứ liên hệ mình nha. Không cần kết bạn hay gọi điện mình đâu. Anh em cứ vô Zalo của mình và nhắn tin cho mình nha. Rồi bây giờ không để mấy anh em chờ lâu nữa. Mấy anh em mình dùng đi. Thịnh đâu khép đi anh em.
anh em bún mì số 8 này, anh em lưu ý nha. Cái bún mì anh em chỉ cần ngâm qua nước tầm cỡ 20 đến 30 giây, hoặc anh em rửa sơ qua để cho mình tầm cỡ 2-3 phút là nó sẽ mềm. Anh em lưu ý là rửa bằng nước lạnh nha, chứ không phải là ngâm hay rửa bằng nước sâu rồi nó sẽ nó ra nhựa. Đó, chan nước này là nó mềm nè. Cụ em với anh Thịnh kêu củ cải trắng ở trong quần đậu nó ớn, ăn nó xám xám. Nhưng hôm nay em ăn thử củ cải trắng nấu với đồ bò thì xem thử nó có khác và nó có ngọt không nha cô em. Dạ dạ. À, đưa Thịnh múc cho, anh múc cho mấy đứa cho. À, đến mơ em. Thịnh ăn củ cải trắng không? Có hả? Chim thấy củ cải trắng trong quần đậu em thấy ớn người luôn. Ớn hả? Để em ăn củ cải trắng ở ngoài ở đây xem sẽ khác không? Trong trong quân đậu thì nhiều lính quá mà đâu có thể nào mà nấu cho bài bản như ở nhà mình được. Ở nhà mình thì tầm có nem ba người mà nấu nó sẽ khác, chứ còn ở trong quân đậu thì số lượng đông quá mà. Nấu canh thì thôi em lấy nước lẹt chế mà em ngon hơn. Không khác gì nước lẹt mà. Nhưng mà đi trải nghiệm là vui à. Đó, mình làm ít miếng à. Đói quá nè mày, mình thích ăn củ cải trắng. Không, anh là anh thích ăn củ cải trắng. Để em thử ăn củ trắng này rồi xào với em củ đáy. Em ăn thử khác liền sao mà khác hẳn luôn. Thịt bò đưa bò ra thấm. Nó thấm vào vị mà nó phải khác chứ. Rồi mình mời cả nhà dùng bữa với mấy em mình nha. Mời mọi người. Dùng nữa rồi cô em ơi. Đó anh dùng ăn củ cải trắng nước đây đây. Củ cải trắng em chấm thử cảm nhận mùi. Thịnh từ từ ăn củ cải trắng Thịnh để ăn thử nó có khác củ cải trắng ở trong quân đậu không. Do mình nấu với thịt bò này nó ngon, mình thích ăn củ cải trắng đấy anh em ơi. Mời cả nhà nha. Cái mèo nó trang hơn kia, mèo kia còn độc lắm anh. Không, cảm nhận củ cải trắng mình nấu với đồ ổ hoài này ngon hơn nè. Nói mày như thầy bói rồi. Ngọt. Còn cải trắng nào nè. Nói mày giống không? Cái này con mèo trắng hơn, còn ở trong đấy nó mèo độc hơn. Mời anh em nha. Đây mình hấp lên bằng nước rồi. Củ cải nó mềm. Chẳng giống em nhỉ nữa, ngọt. Ủa. Còn bún. Cái nước nè, cái củ cải trắng và cái đường bò ra rất ngọt và cạn thêm cái thằng ớt hiểm. Nó thi đầu lưỡi ăn rất là thơm luôn. Dạ. Còn bún nó dai dai, sực sực ngon. Bún mì số 8 nó hay cả là nó không có bị bã nha nè. Đây mà để cỡ nào nó cũng vẫn dai dai, sực sực. Anh em nào mà ăn mì tôm, một gói mì tôm không no thì làm thêm một tép bún mì số 8 rửa sơ qua bỏ vô tô mì tôm là ăn là bao no luôn. Mùi ớt hiểm bay lên thơm. Làm phát được ở bò đi anh em ơi. Bữa nước được bò đâu. Bữa sáng tô cũng đã thì quá chất lượng anh. Làm liên tục đây đã. Đang anh nhảy nữa là thâu luôn á. Mời cả nhà. Coi dính rang lắm nha. Mũ bài do dai dai mà thịt của trang bên trang vẫn mềm. Cứ bê mà. Cứ bê mà. Không phải là bò nên nấu nó mềm nó ngon. Ui. Để em chấm thử. Do dai dai sực em đã mổ luôn. Mà cả nhà nha. Phải rõ te à. Đó. Không dai quá mà cũng không mềm quá đúng không? Dài là em vừa anh. Dài dài là em mềm quá em cũng đó không anh em. Kiểu bị bở không được ngon ấy. Dài dài sực sực này đúng bài luôn. Quá ngon à. Ngọt. Nước này em càng như bún nữa. À. Quá tuyệt vời luôn. Mình thử Thịnh. Thử đu bò. Đây cũng là lần đầu tiên em ăn đu bò luôn. Làm nguyên luôn á. Em mà 27 anh em giờ làm nguyên là lần đầu tiên ăn đu bò à. Anh cảm giác là anh thích ăn đùi bò hơn thịt bò. Thịt bò nó nạt quá. Đang vừa có da rồi nó thấy là có sẽ mỡ á, cố gắng. Má lại nó hướng không mày? Nó thơm anh. Ừ, thơm. Nó ngọt. Nước đùi bò với lại có kẹo thêm củ tạc. Nhà giờ nó xuống. Nước là ngọt.
Ê kiểu kèm thêm ớt hiểm nữa thì thơm ăn vô mà thơm lẫn luôn à. Đây mà nếu anh em nào ăn cay á thì mình nếu mà mình mà ăn cay nhiều như mình bỏ tầm cỡ gấp 3 lần cái khiểm mà nè ăn mới đã, vì anh em thì có người ăn cay được người ăn không được, mình nấu cay quá thì tội anh em. Đã, ngon thơm dai. Quá chất lượng anh. Cái da nó có vị béo chăm vô nước mắm nhỉ da da sực sực gèm có mỡ. Phúc hôm nay có đi về không? Đang đi học lắm rồi. Đi học chưa? Mà bữa nay học thì chắc đuôi bên có nạc cũng nhiều. Thầy con này. Thơm. Đã. Nước nó bay mùi ớt nữa thơm. Thơm. Thơm ngọt nước đuôi là củ cải nữa. Quá ngọt. Đưa bò ăn, mình thích ăn đưa bò không? Wow. Anh nè. Đó. Nguyên cục này ăn phê. Ui. Kèm miếng ớt nữa. Bún dai dai sực. Ngon. Bún số 8 quá y tín. Bữa nay mình làm một heo ghe trộn mà. Nhưng ghe trộn của chỗ nó ăn không được nha. Ghe trộn mà ở quê mình là rau xà lách đồ giúp có, nói chung là rau sống á. Bánh tráng mì nướng. Bún số 8 với ruốc. Mà dưới hồi hải là mà có câu kia nó không bảo biết bún trộn luôn. Như giờ chưa ăn luôn. Nhiều chỗ đâu biết rau trộn là gì đâu. Đúng rồi. Đợt em vô đồng Nam trộn nước rồi á. Chỗ má ông anh này không nghe hỏi đây ăn gì. Mà em sống sao được? Chứ rau trộn mà sao mà em sống. Đúng rồi ăn được. Nhưng mà em không được. Trộn nước nữa là thâu, nước khô á. Trộn lên với bánh tráng với bún số 8 thêm nữa là thâu á. Em hết luôn á, làm theo lớn mà em cũng hết luôn á. Em thấy người ta rau trộn có chất đậu nữa anh. Cái gì? Cái xác làm nước đậu xong lấy cái xác trộn vô nữa. Hầu như là anh chưa ăn cái đấy. Mình là ăn chứ dừa. Còn cạo dừa đâu. Thơm. Đúng rồi, ở quê mình chế biến đủ loại món á. Nhiều thứ. Ở mình là hàng tiệc cơ ứng biến mà. Đậu chế không à. Tại nhà lá vườn có gì dùng nấy mà. Bây giờ đây tắm mua mì, bữa nào anh mua người cũng tí bột mì nhất diện quay. Ăn đi. Ăn với mấy đồ quay. Ăn với mấy đồ anh, ăn đi. Ăn mấy cổ vậy mấy cổ. Ăn mấy đấy thôi chứ. Cậu nên nói. À. Món này quá ngon nghe luôn. Ăn cái đuôi bò nó dài dài. Thèm lửa là nhiều lắm lắm. Đuôi bò nhìn quá chất lượng luôn. Ăn vô cũng thơm. Bán luôn. Kèm thêm chấm với bánh nhỉ ngọt ngọt nữa. Chấm vô đậm vị ngọt. Đúng chắc luôn. Mình thích ăn củ cà tráng à. Anh em dùng táo đây chưa? Dạ dạ. Ừ, củ cải nó ngọt. Thấm gia vị vô nó ngọt. Dùng đi mấy đứa. Sáng nào mà cũng làm tô bún bún đuôi bò nha, giá trị luôn rồi. Có trị. À. Từ từ nó bán bò bán nặng tái rồi thì còn. Ừ. Bên thì mà bán đuôi bò. Thịt bên trên mềm nữa. Đâu có ai bán bún đuôi bò đâu. Ở ngoài Đà Nẵng á, lúc trước mình hay ở, mình hay ra buổi sáng ra ngồi tư núi Thành Tiểu La quán ngày đèn xanh đỏ luôn. Cái kế bên mình lâu ra làm tô bún đuôi bò. Hậu đấy là cách đây năm 6 năm rồi, nhớ không làm hình như 70 gì mình cũng nhớ đó.
quán bè hơn quán ruộng mình á. Wow. Ủa nha anh Bảo. Wow nè luôn. Thịt nó mềm. Nó ngọt nữa. Đuôi bò đã. Chấm nó nhảy. Nhìn chắc nữa. Ở quê mình tầm mưa lớn lớn và cơn. Trên kia nước nguồn xuống nó thả đập bắt đầu có. Có chép vào ruộng nó đĩa rồi, đầy luôn. Mình nếu trong mưa mình ban đêm ở trên nguồn mưa lớn. Nguồn á. Nước nó xả đập nó xuống. Mưa mình bấy nhiêu nó thấu ra biển hết trơn à. Chứ có mưa nguồn á. Ở dưới mình mưa không nghe phải ở trên kia. Trên kia xả xuống á. Mưa đầu nguồn. Mình ở cuối nguồn à. Ở dưới mình không cần mưa, ở trên kia nó mưa nước thả xuống à. Ủa em làm phát củ cải đồ nữa em. Ăn cho nhớ chiến trường nha. Ở trên kia xả xuống ở ngoài mình vớt củi. Vớt củi. Thầy Bảo. Rồi còn mấy cục để cho cameraman. Này nghe không? Hôm nay mình sáng qua mua mấy cái mà không có đuôi đuôi bê, toàn là đuôi đuôi bò được hai cái đuôi bê chứ. Hôm nay mua bò cái ăn cho ngon. Hồi lúc tăng bình mới vô. Củ cải với cá tre. Củ tre, tre muống là dùng đủ loại tre anh. Tre cải rồi, bầu bí rồi. Canh cải, cải trắng, củ cải trắng mà cải em, của mình trồng. Em nhớ nhất là canh rau dền. Rồi vậy? Dở, dở xuống canh rau dền rồi sau nó nấu hết. Ê, ở thỉ nó rau sạch mà. Rau sạch mà. Thì đúng là sạch luôn. Ờ, đúng sạch mà. Để mấy chất lượng á. Đưa bò thịt nó thơm kìa. Đâu có thuốc men gì đâu. Phân rồi dễ thôi chứ còn. Đây đúng là sạch á. Dớt sầu cán bụp bụp bụp. Ăn như ớt ớt hiểm mình luôn rồi. Cải cải nở hoa đá nở hoa. Dư dư nha. Rồi đi cái vụ nhiều kỷ niệm nha. Đập xấu rồi, đu lơ rồi. Tiết hình như Tết năm nay nó về phép hay chừng nào về phép ta? Sân này mình Tết xem cho anh. Tết tầm tháng 4 năm nay. À, ăn Tết xem là mới được nghỉ phép. Dạ. À. Nhưng mà mấy ngày lễ trong quần đầu em cũng bài bản rồi em đủ món. Dạ. Em tí ở trển nghe chân nhớ nhờ. Món này quá. Món này y bà luôn. 30 quần mộng nãy ngày cuối năm á nó buồn. Nhớ nhà đúng không? Nhất là táo 30. Nhớ người yêu nữa. Không, hai số dắt. Lúc mà lính chuẩn bị xuống ngủ á ra quân á, còn lại mấy chuẩn bị còn ở anh em á, anh em hai. Rồi lúc ấy còn mấy người. Buồn à. Nó đi hiu nó buồn. Mình lấy máu ghê lính cũ ta ngày để về á. Nói chung anh em đều không ở lâu như ở vài tháng một năm mà anh em cũng thân rồi, kiểu đi cũng buồn cũng quý, cũng nhớ. Mấy đứa đi về còn giữ liên lạc anh em không? Có chứ. Đợt em ở 3 tháng Tân Bình như âm Tây Phước à. Ở với chung mấy thằng Tân Quang mà hùng. Giờ như tính từ đó tới giờ là 3 năm. Bữa xuống biển gặp nó bán nước dưới Hòa Hải. Ở đâu Hòa Hải hả? Dưới biển Hòa Hải vẫn nhớ nó mà. Hạnh về kêu cũng bị anh về chơi coi sắp xếp chơi rồi nữa đi nghỉ vợ vô lại lính năm hai rồi là nó sẽ tặng bài lính năm nhất là Tết này xuân này có không về buồn luôn rồi mai về là táo này đâu ngủ đâu anh có nhậu nhạc gì không? Nhậu thì không nhậu nhưng mà đậu ngủ cứ lấy điện thoại là bấm rồi mình mùng chiếu gáo ngủ hết vào lâu tới ngày tới giờ hô về là lo xích vào lâu chạy về đâu chứ trong tao đấy ngồi tâm sự nói chuyện với mấy anh em còn lại gì thành hậu đấy đi nghe vụ về dư được ít đồng dạ được hai mấy à. Hai mấy triệu của em 17 triệu lứa à nhưng hồi em đi là lương nó thấp hơn ủa của em đi trước thịnh mà phải không dạ em đi hồi 2017 mà đi em bao nhiêu 22 dạ mới đấy mà không sau ra đi nghĩa vụ về mà còn có tiền để về là sau ra là cũng ngon ở nhiều bè hôm lứa bạn mình xin em 91 rồi 90 với hai đâu đi tặng là ba mẹ lên phải bỏ lại vài triệu ở căng tin mới được về rồi tiền căng tin
Rồi đi canh tin không là không đâu 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 được xuất quân đâu. Nói chung nợ canh tin hàng hoài cũng vậy. Đúng không? Phải thanh toán hết rồi rồi. Ơi, anh em ơi, hôm nay má anh em mình cũng làm món đuôi bò nấu ớt hiểm. Hôm nay tiếc cái là mình qua mình mua có hai được hai cái đuôi bò chứ không phải là mình tiết tiền đâu anh em ơi. Anh em mình cũng muốn là mua nhiều nhiều để anh em ăn cho nó phê. Thật sự là hôm nay mua được hai cái đuôi mà cũng nhỏ chứ không có to. Bây giờ mình mua mấy cái đuôi bự về mà cứ kèm thứ hai đuôi nhỏ thì mình nấu cái đuôi bò già nó mềm thì má đây nó ra nước luôn. Chắc bây giờ má anh em mình xin phép dừng clip tại đây. Mọi người yêu quý má anh em thì cho Tom một like và một lượt đăng ký kênh. Còn chuẩn bị sắp vô mùa mưa thì anh em mình sẽ thực hiện những clip săn bắt cho anh em xem. Mình nghĩ là mọi người sẽ rất là chờ đón những clip như vậy. Bây giờ mọi người muốn mua những sản phẩm hoặc là để mua những sản phẩm ủng hộ mình hoặc là trải nghiệm thì cứ liên hệ trực tiếp trên lô của mình nha. Bây giờ má anh em mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo nha. Chào anh em. Chào mọi người.